Chiều 8 tháng 10, Công an phường 2, quận 6 đang củng cố hồ sơ chuyển giao tài xế Đỗ Diệt Hùng 43 tuổi, ngụ quận 9, cho Công an quận 6 để liên tục điều tra về hành động cố ý gây thương tích. Tài xế Hùng tại cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Hùng khai là tài xế xe buýt của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng cùng ngày, Hùng tinh chỉnh xe buýt số 150 chạy tuyến bến xe Chợ Lớn ngã ba Tân Vạn, ban kiểm soát 5021771 chạy bên trên đường Lê Quang Sung, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới giao lộ Lê Quang Sung Nguyễn Thị Nhỏ, phường 2, quận 6 thì xảy ra cự cãi với Trần Quốc Long 26 tuổi, ngụ quận 6, mặc áo ra bi ke tinh chỉnh xe máy. Sau đó, Long buông lời thách thức tài xế Hùng Anh chặn đầu xe buýt không cho tài xế chạy. Hùng khai Long dùng thanh kim loại tấn công mình nên rút dao đâm lại. Hùng thấy Long cầm thanh khóa kim loại chữ tờ nên lấy con dao gọt trái cây bên trên xe thủ trong người. Vừa xuống xe, Long dùng thanh khóa kim loại chữ tờ tấn công Hùng. Tài xế Hùng né tránh anh dùng dao đâm anh đô hông anh vai trái Long khiến người này bị thương, mất nhiều máu. Người dân bắt gặp căng ngăn anh đưa Long đi cấp cứu. Công an, cảnh sát giao thông có mặt đưa tài xế Hùng về trụ sở. Clip vụ tài xế xe buýt dùng vật nhọn đâm người trẻ tuổi mặc áo ra bi ke ở Sài Gòn. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vụ việc bên trên. Phía trung tâm đã nêu yếu hợp tác xã xe buýt 19-5 đơn vị làm chủ tuyến 150, cử chỉ huy lên bệnh viện bổ trợ An phối hợp với cơ quan công dụng để làm rõ vụ việc.